Chiều ngày 30 tháng 10, một trong những trận chung kết được chờ đợi nhất của vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2020 đã diễn ra. Giữa hai đội có thành tích tốt nhất tại vòng bảng là Thái Bình và Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đã đánh bại đội bóng mang tên Bác với tỷ số 3-0 ngay ở ngày ra quân của vòng chung kết diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Bến Tre, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Trần Văn Giáp không hề chủ quan trong cuộc tái đấu này. Bị đánh giá thấp hơn nhưng Thành phố Hồ Chí Minh lại nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ, thậm chí có thời điểm dẫn Thái Bình với cách biệt điểm khá lớn. Mặc dù vậy, Thái Bình với sự góp mặt của cựu tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Huệ cùng với dàn lực lượng đồng đều đã lật ngược tình thế và giành chiến thắng trong set đấu đầu tiên với tỷ số là 25-16. Sang set đấu thứ hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Thái Bình vẫn là đội bóng chơi hay hơn. Những pha dàn xếp tấn công và ghi điểm của chủ công Bùi Thị Huệ, đội trưởng Nguyễn Thị Uyên cùng sự cơ động của Hà Thị Thu Thảo và Trần Thị Thơm đã giúp cho đội bóng quê lúa dễ dàng có được chiến thắng trong set đấu này với tỷ số 25-14. Để thua hai set đầu, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào set đấu thứ ba với tâm thế không còn gì để mất. Họ chơi với hơn 200% sức mạnh, gây ra rất nhiều khó khăn cho Thái Bình. Có thời điểm tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội bóng áo vàng khi họ dẫn đối phương với tỷ số là 24-20. Tuy nhiên trong những thời khắc quyết định, Thái Bình vẫn cho thấy được bản lĩnh của đội bóng đã chinh chiến nhiều năm ở giải vô địch quốc gia khi thắng ngược đối thủ với tỷ số chung cuộc ở set đấu thứ 3 là 31-29. Nói chung ngay lúc này thì mình rất là xúc động. Thật sự thì trong cái thời gian vừa rồi đối với bóng chuyền Thái Bình là một giai đoạn hết sức khó khăn. Thế bằng sự nỗ lực của tất cả các em động viên, đặc biệt là nhóm lớn tuổi đã vượt qua rất nhiều khó khăn để nỗ lực trong việc tập luyện cũng như thi đấu đạt được kết quả ngày hôm nay. Tôi cảm xúc ngay bây giờ thì cảm giác rất là khó tả. Em mới sinh em bé quay lại đấy ạ. Thì cái cảm xúc mà em đội xuống hạng thì em không được trải qua, nhưng mà thực sự là hôm nay là cả đội đã cho em một cảm xúc gọi là thăng hoa trong tất cả những giải đấu em đã trải qua mười mấy năm rồi đấy ạ. Với chiến thắng 3-0, Thái Bình chính thức trở thành nhà tân vô địch của giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2020 nội dung nữ. Đồng thời, họ cũng đã giành tấm vé duy nhất lên chơi ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia mùa giải 2021-2022 sau đúng một mùa bị xuống hạng.